Hello, xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay thì bên em về rất là nhiều những mẫu chân hoa gỗ 65, cao 65cm, cao 85cm. Hàng này thì là những mẫu chân hoa để những dòng loa full bát 25, bát 30, bát 40, những cái dòng loa lầm như BMB, loa boss để thoải mái luôn các bác nhé. Vừa bóc ra hết. Hàng này thì anh em có thể thấy này, bản nó rất là dày các bác nhé, rất là dày, bọc rất là cẩn thận. Mẫu này là mẫu mới 2024, mẫu 3 sọc, ok chưa? Ở đây thì anh em có thể thấy này, chân này là chân 65cm, đây là chân 65cm. Anh em có thể thấy là chúng ta có thể quay cái mặt 3 sọc cũng được, hoặc là anh em thích cái mặt vân gỗ cũng được nhá. Đấy, nó rất là nhiều, nhiều, có 4 mặt để cho chúng ta có thể quay. Anh em ưng ý, ví dụ như anh ưng ý cái mặt ba sọc này, chúng ta để quay mặt ba sọc này vậy, hoặc là cái mặt gỗ này, ok chưa? Hàng này thì rất là đẹp. Với cái mẫu chân loa cao 65cm này thì hiện tại bên em đang bán với giá là 650.000 nhé, 650.000 đồng. Hàng này rất là đẹp, ok chưa? Và đây là mẫu 85 này. Đây, mẫu 85. Mẫu chân 85. Hàng này thì quá ok. Hình thức như nhau nhé, nó sẽ cao hơn thôi. Hình thức như nhau nhưng mà nó sẽ cao hơn. Một loại 65 và loại 85. Các bác mà để loa thì anh em phải để chân loa cao tối thiểu là 65cm trở lên nhé, 65cm trở lên. Để như vậy thì là loa của chúng ta mới vào tới tai được. Đấy, nó vào tai, nó cao tới tai thì nghe nó mới hay được các bác nhé. Anh em mà để thấp quá, thứ nhất là nó vừa tốn công suất của đẩy, đúng không ạ? Loan công suất của đẩy của âm ni, và nó tiếng của nó không được bay, tiếng bát, tiếng check nó không được hay đâu. Đấy, khi chúng ta để vào cái chân loa này, đấy, cao 65 hoặc 85 này, thì nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Nó sẽ đập thẳng vào tai chúng ta, ok chưa ạ? Và nghe tiếng nhạc nó hay hơn, nó bay hơn nhé. Sản phẩm này đều là hàng cao cấp của bên em. Mẫu này thì tất cả thì hàng bóc hộp hết các bác nhé, hàng bóc hộp hết. Lần này thì về số lượng rất là nhiều, em về cả một ô tô, để phục vụ tất cả các bác, ok chưa? Phục vụ tất cả các bác. Những sản phẩm giá treo loa này và chân loa này thì bên em này giao hàng toàn quốc nhé, giao hàng toàn quốc. Em sẽ đo cho tất cả các bác cùng xem này. Cái chân 65 này thì nó cao 65cm nhá. Nó sẽ có cả đây cho anh em xem. Nó có cả ốc vít này. Ok chưa? Nó có cả ốc vít này. Cả ốc vít này đầy đủ rồi. Nó có cả có cả những cái đệm này, những đệm cao su này để chúng ta bắt vào nhá. Thì nó rất là chắc chắn. Rất là chắc chắn. Ok chưa? Đây. Cái cột này. Cột này của nó đây. Cái cột này của nó là vuông 14 nhá, vuông 14, ok nhá, vuông 14. Đấy, và cái bản dưới này, bản dưới này là nó, bản của nó thì nó là 34, đấy, 34 các bác nhá, bản là 34, em đo đầy đủ luôn, ok chưa? Đấy, và cái chiều ngang của nó xem nào. Chiều ngang của nó 30 thôi, đấy, 30, một chiều 34, một chiều 30 nhá. Hàng này thì rất là đẹp rồi. Đấy, và anh em có thể thấy này, đây là cái chân 85 nhé. Đây, em sẽ đo luôn cái chân 85 này. Cái chân, đây là chân 85 này, nó cũng như thế thôi. Đây, cao 85cm. Ok chưa? Cái loại 85cm này, đấy, cái loại 85cm này thì đang có giá là 700.000 nhé. Đấy, 700.000. Ok chưa? 700.000. Và cái loại cao 65 này thì có giá là 650.000 đồng. Nó sẽ chênh nhau có 50.000 thôi các bác nhé. Anh em mà ưng cái dòng chân loa 65 thì có thể liên hệ trực tiếp với bên em, hoặc ưng cái dòng 85 này cũng vậy. Ok dạ. Ngoài ra thì có rất là nhiều những mẫu giá treo loa full. Mẫu giá treo loa full cao cấp xoay 360 độ, loại tay đòn bích nhá, treo loa to, khả năng chịu tải 60kg. Ok chưa? Hàng này đây, khi lắp vào chúng ta sẽ, cái
cái bản này anh em sẽ bắt vào tường nhé. Bản này chúng ta sẽ bắt vào tường. Và cái tay này của nó này, tay đòn bích này của chúng nó, tay đòn bích này thì chúng ta có thể tháo, chúng ta có thể cho dài ra, dài ngắn là tùy chúng ta nhé. Và đây, ở đây nó có một cái bản anh em để thấy này, cái này là cái chỉnh, cái này chỉnh góc độ nhé, cái này là chỉnh góc độ này, độ nghiêng của loa này, anh em muốn nghiêng xuống dưới hay là nghiêng lên trên nhiều này, thì ở đây nó có những cái lỗ này, cái lớp này, ok chưa, có những cái lớp này để cho chúng ta chỉnh nhé. Và ở cái tay đòn này thì anh em có thể xoay, xoay 360 độ được, xoay sang trái sang phải được hết nhé, rất là hay. Với cái mẫu chân loa cao cấp thế này, cái giá cho loa cao cấp này, xoay 360 độ này thì đang bán với giá là 450.000 đồng nhá. Đấy, 450.000 đồng. Và ở đây thì em còn có cái loại giá đỡ. Giá đỡ loa full xoay cao cấp đây, gắn tường, cái loại này cũng gắn tường. Nhưng mà cái loại này nó có cọc ở đây. Anh em để thấy này, nó có hai cọc này, nó nhô ra để cho nó cắm vào. Cắm vào tất cả những cái dòng loa full thì ở dưới đít đây nó đều có cái lỗ đúng không ạ? Đều có cái lỗ thì nó sẽ vừa với cái cọc này nhé. Các bác về chúng ta một đầu, cái bản này chúng ta bắt vào tường và loa chúng ta sẽ bắt vào cái cọc này, anh em vẫn có thể xoay được. Và ở đây cái tay của nó đây, cái tay đòn này của nó thì vẫn có thể kéo dài ngắn được nhé. Kéo dài ngắn được. Cái này thì cũng là 450.000 đồng. Hàng đều là hàng cao cấp hết nha anh em nhé, đều là hàng cao cấp hết. Thì bác nào mà quan tâm đến mẫu chân loa gỗ như thế này hoặc là những dòng loa giá treo loa như kia, có thể gọi điện trực tiếp với bên em nhé để được tư vấn kỹ hơn nhé. Số lượng này về quá nhiều luôn, quá trời nhiều luôn. Ok chưa, hàng này đẹp lắm, rất là chắc chắn luôn, rất là chắc chắn. Ok chưa, rồi video này thì em cũng xin dừng tại đây. Các bác quan tâm có thể gọi điện trực tiếp với bên em để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hàng này rất là đẹp này, rất là chắc chắn, hàng này thì để rất là chắc chắn. Đều có lỗ, đều có lỗ đã khoan sẵn rồi nhá. Đã khoan sẵn, bên em đã khoan sẵn 4 lỗ hết rồi. Về các bác chỉ việc bắt vít vào là xong thôi, chỉ việc bắt vít vào là xong. Bên tất cả trên dưới đều có hết lỗ rồi. Đấy, và chúng ta tháo ra. Đây, ở đây nó có những vít này. Em tháo ra chúng ta chỉ cần bắt vít ở đây, lấy tua vít bắt vào là xong. Rồi ok, em xin dừng video tại đây. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.